Đã một thời gian trôi qua từ khi bộ truyện Solo Leveling của Hàn Quốc ra mắt. Sau một thời gian, các fan hâm mộ của siêu phẩm nổi tiếng này lại được chứng kiến nó xuất hiện dưới dạng hoạt hình, chính xác hơn là trailer của nó. Thật sự, tôi đã rất háo hức khi đọc bộ truyện này, dù thể loại phiêu lưu, hành động, giả tưởng như thế không hề hiếm, bởi nó xây dựng hình tượng nhân vật gần gũi, không quá ảo diệu như nhiều bộ truyện thể hiện cùng thể loại. Dù các đoạn trailer khá ngắn, nhưng nếu đã đọc truyện hay có một chút kiến thức cơ bản, bạn sẽ nhận ra nhiều chi tiết đáng giá. Tất cả sẽ được quán bia Weibo giải đáp ngay sau đây. Lưu ý, video có thể sẽ tiết lộ rất nhỏ những tình tiết trong truyện, do đó bạn hãy cân nhắc trước khi bắt đầu xem. Trailer 4 mở đầu với cái tên của bộ anime. Thoạt nhìn thì không có gì đáng chú ý, nhưng nếu để ý kỹ thì ta sẽ thấy bộ phim đang sử dụng một tông màu lạnh. Dạng tông màu này thường thể hiện các cảm xúc buồn phiền, lo lắng, một bối cảnh không hẳn là đen tối nhưng cũng không lấy gì vui tươi. Vô hình chung, nó thể hiện đúng thế giới của bộ phim, khi con người phải chiến đấu để bảo vệ thế giới. Mỉa mai là những con người đó không phải siêu anh hùng hay binh lính chuyên nghiệp mà chỉ là những kẻ chiến đấu vì tiền. Ở trailer này, cũng như các trailer khác, ta thấy cái tên Song Yi-wo. Nó cũng có nghĩa là bộ phim sẽ lấy bối cảnh hoàn toàn ở Hàn Quốc, theo đúng nguyên tắc chứ không hề có chuyện Nhật hóa bộ truyện tranh này như các thông tin trước đó. Dành cho ai chưa biết, Solo Leveling là bộ truyện tranh của tác giả Hàn Quốc chứ không phải Nhật Bản. Thật sự, mình đã khá ngạc nhiên khi nhà sản xuất đã không Nhật hóa sản phẩm này mà vẫn giữ lại các tên tiếng Hàn. Tuy nhiên, như một số thông tin thì bối cảnh anime sẽ đặt tại Nhật. Cơ mà mấy thông tin đó trước kia cũng nói rằng anime sẽ đổi tên hết nhân vật còn gì. Và giờ thì xem, nhân vật vẫn giữ tên như cũ. Nếu là fan anime lâu năm, bạn sẽ biết rằng rất ít, nếu không muốn nói là không có, một bộ anime nào lấy bối cảnh ở Hàn Quốc. Chúng ta có anime lấy bối cảnh Mỹ, châu Âu, Trung Quốc. Dù vậy, xứ sở kim chi lại ít khi xuất hiện. Thực tế, đây có thể là điều tạo nên nét độc đáo của bộ anime do chúng ta đã quá quen thuộc với các thể loại anh hùng săn quái ở các bộ phim khác nhau do Nhật Bản. Nó sẽ tạo ra sự mới lạ chưa từng có và góp phần thu hút người hâm mộ của bộ phim. Ở trailer, chúng ta thấy kiếm, một vũ khí cận chiến cổ xưa được sử dụng để đánh giáp lá cà. Thực tế, bối cảnh của Solo Leveling diễn ra ở xã hội hiện đại. Dù vậy, phần lớn các trận chiến trong truyện đều sử dụng vũ khí cận chiến. Dựa vào nét mặt khẩn trương của nhân vật chính, có khả năng anh đã dính vào một khu vực vô cùng nguy hiểm, nơi mà nhân vật chính từ đó bắt đầu hành trình lên cấp của mình. Ở phút 0.26 của trailer 4, chúng ta thấy nam chính đang nằm ở trong bệnh viện. Trước mặt của anh ta là một màn hình với các nhiệm vụ gì đó. Về căn bản, đây có thể xem là một hệ thống. Với một bộ dạng như Solo Leveling, hệ thống là thứ không thể thiếu. Nó thường đến với nhân vật một cách ngẫu nhiên hoặc có chủ đích từ trước. Nhân vật chính chỉ cần làm nhiệm vụ thì sẽ được các phần thưởng, cho phép họ từ cấp thấp nhất trở thành kẻ mạnh nhất ở trong thế giới của mình. Trong Solo Leveling cũng có một hệ thống như vậy. Tuy nhiên, nếu so với các hệ thống khác thì hệ thống trong Solo Leveling không hề giúp nhân vật một bước lên mây. Nó chỉ đơn giản là cho anh ta một cơ hội để phát huy hết khả năng của bản thân. Mình rất mong chờ liệu mọi chuyện sẽ đi đến đâu, liệu anime có giữ được tinh thần này hay không. Có thể nói, điều làm cho Solo Leveling khác biệt đó chính là tuyến nhân vật. Trước tiên, hãy nói sơ qua về nam chính, Song Jin-woo. Nói chung thì đây là một nhân vật khá thú vị ở chỗ anh ta không phải thuộc dạng anh hùng với khát vọng cứu thế giới mà chỉ muốn kiếm tiền lo cho gia đình mà thôi. Cũng vì lý do đó mà anh không thể nâng cấp trang bị và mệnh danh là kẻ yếu nhất. Dù vậy, nam chính nếu thật sự yếu đuối thì đã chết từ lâu rồi. Về căn bản, đây chính là điểm làm cho nhân vật chính trở nên khác biệt. Một người mang đậm gánh nặng cơm áo gạo tiền nhưng vẫn cố hết sức để bảo vệ người khác. Thật sự, rất khó để nói được gì khi mà chỉ có những đoạn trailer cơ bản. Dù vậy, hình tượng của một con người không bỏ cuộc dù phải trải qua bao nhiêu gian khổ được thể hiện rất rõ ràng thông qua trailer. Cái cách anh ta ngạc nhiên khi có được hệ thống cũng khá thú vị. Dĩ nhiên, với một bộ anime hay, chỉ có mỗi nhân vật chính thôi còn chưa đủ. Trailer 4 cũng đã cho chúng ta thấy khá nhiều tuyến nhân vật thú vị, không khác gì bước ra từ truyện tranh. Một trong số đó chính là nữ chính Cha Hae-in, nữ thợ săn hạng S duy nhất trong nước. Dù chỉ có vài khoảnh khắc, trailer đã khẳng định rõ trình độ thượng thừa của cô nàng. Ngoài ra, theo truyện, cô có một căn bệnh kỳ lạ, làm bản thân luôn ngửi thấy mùi hôi từ các thợ săn khác và chỉ có nhân vật chính là người duy nhất mà cô gái ngửi thấy mùi thơm. Ở phút 0.24, chúng ta đã chứng kiến nhân vật Woo Jin-cho, thợ săn cấp A, chủ tịch hội thợ săn Hàn Quốc. Đoạn trailer đã thể hiện một người có vẻ như không thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, mang đậm khí phách của lãnh đạo. Dù vậy, nếu bạn đã đọc truyện thì sẽ biết con người này còn có nhiều hơn thế. Có thể nói, anh ta giống như Levi và Erwin của Attack on Titans trộn lại vậy. Thêm vào đó còn khá nhiều nhân vật thú vị khác. Tuy nhiên, mình sẽ không đi sâu hơn do mình muốn các bạn tự trải nghiệm. Khác với truyện tranh Nhật Bản, thường là truyện trắng đen, truyện tranh của Hàn lại là truyện tranh màu và thường cực đẹp do mới phát triển gần đây. Điều này vô hình chung lại gây áp lực lên phía nhà sản xuất khi chất lượng hình ảnh chuyển động cũng không thể nào thua kém mà phải bằng, có khi tốt hơn. May thay, các trailer đã cho thấy nhà sản xuất đã không làm chúng ta thất vọng.
Thông qua các hình ảnh trong trailer, chúng ta đã thấy được chất lượng hình ảnh của anime không hề tệ so với các siêu phẩm nổi tiếng như Thanh Gươm Diệt Quỷ hay Chú Thật Hồi Chiến. Ở phút 1.05 của trailer thứ tư, chúng ta đã được giới thiệu về bản nhạc mở đầu. Dù vậy, nó không ấn tượng lắm, ít nhất thì không được xem là hay đối với người đã nghe nhiều bản nhạc anime opening như mình. Dĩ nhiên, bao nhiêu đây vẫn chưa thể nói trước được điều gì. Ở chiều ngược lại, với ending song Request, nó thật sự ấn tượng và giàu cảm xúc hơn hẳn so với bài hát mở đầu. Thật lòng, mình rất mong chờ có thể được nghe toàn bộ bản nhạc này. Và đó là tất cả những gì mình thấy từ trailer của Solo Leveling. Hy vọng chúng ta sẽ có thêm nhiều thông tin hơn nữa. Nếu quán bia Weibo có bỏ qua chi tiết nào từ các trailer, bạn nhớ đề cập ở phần bình luận. Tới lúc phim chiếu, bạn hãy quay lại để xem thử những phân tích, dự đoán của kênh có đúng hay sai hoàn toàn. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.